đã bắt được 3 đối tượng truy nã trong vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Côn. Qua công tác nắm bắt tình hình, vào khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2023, phát hiện có 3 đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại một khu dãy vắng thuộc thôn 11, xã Ea Lê, huyện Ea Súp. Lực lượng công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được 3 đối tượng gồm Izunie, sinh năm 1968, chú Buôn Cang, xã Ea Knuech, huyện Krông Park. Nay Yên, sinh năm 1970, chú Buôn Ea Klop, xã Cư Păng, huyện Krông Búc. Và Nay Tam, sinh năm 1974, chú Buôn An Rơng Điết, xã Cư Păng, huyện Krông Búc. Đây là 3 trong 6 đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu, huyện Cư Côn ngày 11 tháng 6 năm 2023, đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Hiện, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực truy bắt 3 đối tượng còn lại trong vụ án gồm Y Khinh Niêng, sinh năm 1992, chú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông. Nay Dương, sinh năm 1968, chú Buôn Ea Klop, xã Cư Păng, huyện Krông Búc. Và Y Hoai E Ban, sinh năm 1970, chú tại Buôn Mấp, thị xã Ea Póc, huyện Cư Mơ Ga để xử lý.